Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là đi khám bác sĩ gia đình hay là đăng ký bác sĩ gia đình ở Winnipeg Manitoba như thế nào, hoặc là tìm bác sĩ nha khoa cho trẻ con như thế nào khi mà có một bạn thành viên của kênh Bước ngoặt Channel có hỏi về vấn đề này thì mình cũng nhân tiện mình chia sẻ luôn để mọi người có thể có thêm thông tin nhé. Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bước ngoặt Channel của mình để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg, Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung. Thế thì vấn đề lớn nhất của những người khi mà tới Canada để làm việc và học tập hay là định cư ấy, là làm thế nào để mà đăng ký bác sĩ gia đình vì ở đây ấy, thì khi mà một người bị ốm đau hay là làm sao đó thì việc đầu tiên là đặt lịch hẹn với bác sĩ gia đình để mà có một cái cuộc gặp gỡ xong đó thì thăm khám tuy nhiên nếu trong trường hợp mà bạn chưa đăng ký được bác sĩ gia đình hoặc là trong những trường hợp mà khẩn cấp mà bạn không chờ được bác sĩ gia đình thì bạn có thể vào những cái phòng khám gọi là walk-in clinic tức là những cái phòng khám mà không cần đặt lịch hẹn. Giống kiểu như ở Việt Nam khi mà tới các cái phòng khám bác sĩ tư nhân cũng thế thì là bạn cứ tới thẳng đó thôi, không cần phải đặt lịch hẹn giờ gì cả. Thế nhưng mà mỗi người ở đây sẽ có một bác sĩ gia đình họ theo dõi để mà đảm bảo các cái bệnh uh, hay là các cái uh, tiền sử như thế nào thì bác sĩ gia đình họ cũng sẽ uh, có nắm được luôn và vai trò của bác sĩ gia đình cũng khá là quan trọng khi mà uh, họ theo dõi uh, thông tin của các bạn ví dụ như là khi mà bạn đi khám bất cứ một cái chuyên khoa bác sĩ chuyên khoa nào thì kết uh, quả cũng sẽ được trả về cho bác sĩ gia đình và bác sĩ gia đình sẽ nắm được là bạn uh, hiện nay là đang bị làm sao và có phải uh, kiểm tra theo dõi các cái bước tiếp theo hay không thì họ uh, bác sĩ gia đình họ sẽ đặt lịch hẹn thế thì uh, bởi vì là uh, bác sĩ gia đình uh, có rất là nhiều bệnh nhân và phòng khám của họ thì cũng khá là đông uh, vậy thì làm sao để mà đăng ký được bác sĩ gia đình đây À, nếu như mà ở Winnipeg Manitoba thì có một cái gọi là file doctor family thì khi mà mọi người gọi điện tới cái số cái đường dây này thì họ sẽ lưu các cái thông tin của các bạn và khi nào tìm được uh, bác sĩ gia đình phù hợp với lại uh, mong muốn của các bạn các bạn thì uh, họ sẽ cho các bạn số để các bạn liên hệ tuy nhiên với cái cách chính thống này thì khá là lâu bởi vì như gia đình mình ngày trước khi mà mới tới thì cũng qua cái hệ thống lưu thông tin này và vài tháng sau thì vẫn chưa tìm được chưa có bác sĩ gia đình nào mà họ gửi thông tin thế thì cũng theo kinh nghiệm của những người đi trước thì cuối cùng là gia đình mình Tìm một số những cái phòng khám bác sĩ gia đình ấy. À, để tìm được phòng khám bác sĩ gia đình thì các bạn có thể là vào cái Google uh, Google, Google Map ấy. thì uh, khi mà các bạn gõ uh, chữ tìm kiếm Family Doctor ấy thì họ sẽ liệt kê ra danh sách các cái phòng khám bác sĩ gia đình và từ đó thì uh, các bạn có thể uh, gọi điện thoại trực tiếp tới cái phòng khám đó để mà hỏi xem họ có còn nhận bệnh nhân mới không uh, Tại sao lại phải hỏi là bởi vì là nhiều bệnh nhiều cái phòng khám bác sĩ gia đình họ đã họ đã đông bệnh nhân rồi và gần như là họ không nhận thêm bệnh nhân mới nữa thì họ cũng sẽ không nhận đâu. Thế thì có những cái phòng khám may ra bạn sẽ tìm được những cái phòng khám mà họ còn nhận nữa. Thì các bạn nhớ lưu ý là ở Winnipeg money to Manitoba cũng có một hệ thống đánh giá các bác sĩ gia đình thì nếu như mà được được kệ thì các bạn có thể là tìm hiểu về cái đánh giá của bác sĩ gia đình trước khi mà các bạn gọi điện tới phòng khám để đăng ký ví dụ như là bạn thấy có nhiều có nhiều phản hồi tốt về cái người bác sĩ đó thì các bạn có thể gọi điện tới phòng khám bác sĩ gia đình của họ để mà đăng ký thế thì vấn đề đây là có thể là bạn sẽ đăng ký được ngay hoặc có thể là bạn sẽ phải tìm kiếm thêm bởi vì không phải lúc nào cũng sẵn sàng có chỗ chỗ trông sẵn để các bạn có thể đăng ký được và đặc biệt là những người mới sang nếu mà tiếng Anh mà hơi kém một chút thì có thể là tìm kiếm các bác sĩ gia đình người Việt để đăng ký thế nhưng mà các bác sĩ người Việt ở Winnipeg Manitoba thì thường đa số là họ cũng nhiều bệnh nhân ấy, cho nên là việc Tìm kiếm được một bác sĩ gia đình Không phải là khó, không phải là dễ Thế thì trong trường hợp nếu như mà à, Giả sử Những cái tình huống khẩn cấp mà bạn chưa đăng ký được Bác sĩ gia đình thì à, Các bạn cũng không đến nỗi quá phải lo lắng Bởi vì là nếu chưa có bác sĩ gia đình Thì à, giả sử Có ốm đau thì bạn cứ vào Thẳng cái phòng khám walk-in clinic Là như ban đầu mình đã nói đấy Còn à, tiếp theo nữa là nếu như trong trường hợp Mà À, gọi là khẩn cấp ấy. thì à, khẩn cấp nó liên quan đến tính mạng nhé. tức là những cái trường hợp mà nếu nếu các bạn không vào bệnh viện thì các bạn có thể bị ảnh hưởng tới tính mạng à, ví dụ như là bị đau tim chẳng hạn hoặc là bị đau đầu quá chẳng hạn Uh, hay là chảy nhiều máu chảy nhiều máu chảy nghiêm trọng ấy, thì các bạn có thể gọi vào thẳng các cái phòng khám emergency uh, nhưng uh, tức là phòng khám cấp cứu nhưng mà với những cái tình huống mà các bạn bị đau nặng nhưng mà không ảnh hưởng tới tính mạng ví dụ như là bị bỏng nặng chẳng hạn thì các bạn có thể vào những cái phòng khám gọi là urgent care đây là những cái phòng khám mà mà giúp cho các bạn uh, điều trị điều trị những cái những cái thương cái vết thương hay những cái bệnh mà nó không nó nó không ảnh hưởng tới tính mạng nhiều lắm thì đó cũng là một cái hệ thống phân cấp để để cho cái phòng khám cấp cứu nó không bị quá tải à, các bạn xác định tinh thần là khi mà vào à, phòng khám cấp cứu hay là phòng khám urgent care thì à, họ ở trong này họ cũng sẽ xếp theo thứ tự ưu tiên cái cái trường hợp bệnh bạn đang gặp à, nếu như mà à, trường hợp bệnh của bạn không quá nguy hiểm so với người khác ấy, thì có thể là bạn sẽ phải chờ khá là lâu, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng là chuyện bình thường thôi. À, thì mình cũng nói trước để các bạn không bị à, sốc hay là bất ngờ khi rơi vào cái tình huống chờ đợi lâu như vậy. Thế còn à, trong trường hợp mà nếu à, em bé hay là nếu trẻ con hay là nếu răng lợi của người lớn mà bị đau, bị nhức thì à, có đi khám bác sĩ gia đình không thì bác sĩ gia đình người ta không khám lại cái trường hợp như vậy. À, các bạn có thể gọi điện thẳng tới các cái phòng khám phòng khám nha khoa. Ở đây thì những cái phòng khám nha khoa này thì à, vì là không phải à, không phải là y tế chi trả. Thì cho nên là bạn đăng ký rất là nhanh. À, không phải y tế chi trả đấy mình nói là tức là không phải là à, y tế Bảo hiểm phổ thông tức là mọi người đều được Mà ai mua bảo hiểm mới được Cho nên là khám rất là nhanh Ví dụ như ngày hôm nay bạn đặt lịch hẹn Thì ngày mai các bạn có thể vào kiểm tra được rồi Thì cái phí khám Ban đầu ấy thì nó cũng tùy Nhưng mà nó rơi vào tầm độ khoảng Hình như nếu mình nhớ không nhầm Nó khoảng 50 đô Trong một lần khám Đấy là mới vào gặp bác sĩ thôi Thế còn khi mà vào gặp bác sĩ thì họ có thể chỉ định cho chụp chiếu thứ nọ, chụp chiếu thứ kia chẳng hạn thì nó lại thêm một cái lần mức giá nữa. Ví dụ như là anh nhà mình có đi nhổ một cái răng sâu chẳng hạn thì nó rơi vào đâu khoảng gần 200 đô tiền ca hay là con mình chỉ là đi khám cái răng bởi vì là bạn ấy bị bị đau nhức răng thôi thì tiền phí khám đâu khoảng gần 50 đô. Mình cũng biết là uh, có những cái chỗ họ sẽ khám cho những người có thu nhập thấp uh, nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu mình cũng chưa khám lần nào cho nên là mình cũng không rõ là cái phí khám ở những cái nơi như vậy như thế nào thế thì uh, khi mà các bạn uh, gặp vấn đề về răng miệng ở vinipak uh, manitoba thì việc đầu tiên các bạn có thể là uh, kiểm tra những cái phòng khám mà dành cho thu nhập thấp nếu như các bạn có thu nhập khoảng 2 3 nghìn một tháng chẳng hạn thì các bạn cứ thử xem để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy vì khi mới sang ấy chưa có cái nguồn thu nhập ổn định ở bên Canada này mới có tiền mang từ Việt Nam qua mà theo cái chi phí của Canada nhất là về khám chữa răng miệng thì khá là tốn kém cho nên là bớt được đồng nào hay đồng đấy Nói chung là chi phí khám chữa răng miệng ở Canada khá là đắt đỏ so với lại ở Việt Nam thì nhưng mà mình thấy rằng là cái chất lượng thì cũng rất là tốt vì là ví dụ như anh nhà mình đi nhổ một cái răng sâu, răng hàm sâu chẳng hạn. Và khi mà về thì cũng chẳng có một cái viên thuốc kháng sinh nào phải uống cả. Họ chỉ kê cho cái thuốc gọi là thuốc giảm đau để phòng trong trường hợp đau quá thì uống thôi chứ cũng không có thuốc kháng sinh và cái điều mình ấn tượng nhất với y tế ở đây thì là khi mà mổ hay là khi mà có bất cứ một cái tiểu phẫu nào thì đều không phải dùng tới thuốc kháng sinh giống như ở Việt Nam ở Việt Nam mình thì trước đây thì mình cũng nghe anh bạn mình nói là mổ trong bệnh viện Việt Pháp ấy thì cũng không có kháng sinh sau khi mổ xong đâu Thế nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao với các cái bệnh viện khác thì sau khi mổ xong bất cứ Bất cứ cái bệnh gì dù nặng hay là nhẹ thì cũng đều cần phải có thuốc kháng sinh kèm theo Thì đó là một số những cái thông tin cơ bản mình cung cấp thêm để các anh chị chuẩn bị sang Canada học tập hay là làm việc cũng như là định cư Hay những anh chị nào mà đang chuẩn bị tìm hiểu thông tin về cuộc sống ở Winnipeg, Manitoba hay là cuộc sống ở Canada nói chung có thêm thông tin tham khảo nhé À, còn bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo